Ủy ban dân xã Tân Hiệp cũng đã ban hành cái quyết định xử phạt đối với chỗ gia đình ông Hải do không có cái giấy phép sản xuất kinh doanh đây mà hoạt động. Về phía ông Hải cũng đã có cái cam kết là đến ngày 15 tháng 12 năm 2018 sẽ di dời toàn bộ cái thiết bị máy móc sang cái vị trí khác và ngưng hoạt động. Trên đây là phản hồi của Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn về phương hướng xử lý cơ sở sản xuất nhựa Lê Thư. Những tưởng đây sẽ là một tin vui cho người dân, nhưng... Cơ sở đã hoạt động lại 4-5 ngày hơn rồi. Hoạt động từ ngày 28 tháng 2 cho tới trưa hôm nay vẫn còn hoạt động. Ngày 28, 29, khói gần như là xà cho nhà tôi giống như là trên đỉnh Sa Pa vậy đó. Nó đốt tiếp rồi, nó đốt hoài vậy á. Và có khi mà nó đốt khỉ 2-3 ngày luôn, nó chịu không nổi luôn. Tôi chịu không nổi, đừng nói tới người già với lại nít. Nó hôi, hôi cực kỳ hôi. Còn mấy ổng mà ở trong nhà, mấy ổng ngồi cấp trên đó mà ổng thấy á, mà ổng xuống đây ở 3 bữa đi rồi sẽ biết người dân của tôi như thế nào. Sự việc tính đến nay đã kéo dài hơn 3 năm. Đã bao lần người dân tìm đến chính quyền mong được giải quyết thỏa đáng, nhưng hết lần này đến lần khác, cơ sở đốt nhựa của ông Hải vẫn bình yên hoạt động như chưa có gì xảy ra. Nhưng chính quyền địa phương cũng có xử lý, nhưng với tình trạng là bắt cóc bỏ dĩa, cứ xử lý rồi lại diễn ra, rồi lại lặp lại. Hôm trước thì cũng có ngừng hoạt động cũng thời gian, cũng công an đồ cũng vô cũng làm dữ dằn, nhưng mà không xin nhơi. Chị không hiểu sao mà ai cũng bó tay thôi. Như vậy thì mặc dù là cơ sở sản xuất nhựa của ông Hải đã có cam kết ngừng hoạt động và di dời máy móc từ ngày 15 tháng 12 năm 2018, nhưng theo người dân nơi đây thì cơ sở này vẫn đang tiếp tục hoạt động. Điều này cho thấy sự ngang nhiên coi thường pháp luật của ông Hải cũng như là đặt dấu chấm hỏi cho việc quản lý và cũng như hiệu quả của chính quyền.